bạn, nếu mà thật sự muốn ăn cua biển, gặp ngay Hoàng Tính Cà Mau sẽ có một con cua biển ngon, con cua biển chất lượng, hàng bao ăn. Các bạn ăn mà lỡ bị ốp không thịt, tính đền tiền lại hoặc đền bù một con cua khác giống như gì, để cho các bạn khỏi có mất tiền mà yên tâm sử dụng cái hàng quá của Tính hiện tại đang làm. Đó, còn đối với một cái con cua gạch, là cái con này nó rất là đầy gạch các bạn. Các bạn thấy không? Nè, gạch nó lòa tới đây luôn. Mình thấy đỏ đỏ hồng hồng không chị? Cả. Hôm nay đi kiếm vợ bắn cua. Dạ, hôm nay thì em thật sự đi kiếm vợ. Dạ. Ông em có duyên cái sợ luôn. Có trả em mà có duyên hả chị? Dễ thương quá à. Nam đi với ai Tính? Em đi với em gái. Em gái bà con hay em gái ruột? Em gái này là em gái xã hội, nhưng mà thật ra là em lúc bạn mới lên Sài Gòn á, bạn gặp em, nói chung là anh em cũng giúp đỡ cùng nhau trong công việc đó, rồi đến ngày hôm nay em rất là quý nó thì mới gọi nó lên đây đi cùng em đồng hành. Dạ, em xin chào chương trình, em chào ông Mai bà mối, em chào chị. Em cũng giới thiệu đôi chút về anh Tính, là anh Tính nhà em rất là hiền và có ý chí làm ăn. Anh cũng đến tuổi muốn tìm một nửa của mình, em cũng mong là chị sẽ ấn nút và anh với chị sẽ cho nhau một cơ hội và mình có thời gian tìm hiểu và mình đi tới hôn nhân. Dạ, em xin hết. Kéo rào tặng cua xong mình hát tặng bạn gái luôn nha. Ok. Dạ, cảm ơn em, chào em. Hôm nay đến đây anh có một món quà tặng cho em, và có hai con cua tặng để em ăn lấy vị, biết được cái khẩu vị của cua Cà Mau và người Cà Mau. Hát Cà Mau luôn Tính. Dạ, đúng rồi. Nghe anh nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bán đồ Việt Nam, ngày chi đường xa không tới, về đây nói với nhau mấy lời. Suối mai chèo sông đông đốc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau, xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Về cây nước đầm dời, nghe ai hát du câu ơ hời, thương em đừng để duyên lỡ thời, tội nghiệp ghê nghe sắc xe con tim. Chừng nào về năm căn, nhớ nhau qua lại cũng gần. Một lần về U Minh, nghe mũi kêu nhớ rừng Cà Mau. Em đứng mình nên một hương, duyên dáng mời khách là ngàn phương. Cà Mau mặc thêm màu mới, về Cà Mau là thấy thương anh rồi. Em có đem theo một cái cây mà em đã chăm sóc nó từ nhỏ, rồi em xin tặng anh. Anh sẽ cố gắng để chăm sóc để cho cây này nó tươi tốt hơn, và nó sẽ lớn lên giống như tình yêu của tình cảm của hai đứa mình, nó sẽ phát triển dần dần, sẽ thật mạnh lên. Cảm ơn em nhiều. Dạ. Rồi. Rồi vị trí đi em. Hôm nay anh sẽ dành cho em hỏi tất cả về anh, và anh sẽ trả lời cho em. Em là người cũng hay tập thể dục thể thao á, thì em có hỏi là anh có theo bộ môn nào không? Được, em thì thể dục thể thao nói chung là đó giờ anh không tập, nhưng mà cơ bắp lắm ạ. Anh nói thiệt, mạnh lắm. Như vừa nãy em nói là thường là em không có hay thể hiện cảm xúc của mình ấy, thì anh thấy có vấn đề gì với một người như vậy không? Ok em, không sao. Thì nói chung là ví dụ như mình tìm hiểu nhau, quen biết nhau, thì anh làm bất cứ một cái công việc gì hay vấn đề gì anh cũng trao đổi với em, là đó là một cái sự tôn trọng lẫn nhau, hỏi ý kiến nhau. Có vấn đề gì đó thì anh chưa hiểu về em thì anh cũng phải hỏi để mà anh biết, chứ nhiều khi em không bày tỏ thì anh cũng phải hỏi tới thôi. Dạ. Cái tính của anh khi mà bởi vì anh là người kinh doanh á, với là anh làm chủ nữa, thì em lo lắng là không biết là anh có gia trưởng hay không. Cái vấn đề gia trưởng là thật sự là một người đàn ông khó khăn về công việc bên ngoài, còn về gia đình của mình là mình phải vun quén lo lắm, vun đắp cho gia đình mình nó hạnh phúc lên, không gia trưởng. Gia trưởng với người bên ngoài, không gia trưởng với người bên trong. Còn gì nữa không em? Nếu như mà có quen nhau thiệt á, thì anh dự định là mình sẽ gặp nhau và kết nối như thế nào? Theo em thì một tuần gặp em được mấy lần?
Một tuần thì em nghĩ là gặp một lần cũng được. Một lần. Công việc của em hiện tại em đang ở tại Đồng Nai luôn hay là ở trong Sài Gòn này? Đang ở Sài Gòn. Sài Gòn em ở quận mấy? Em ở quận Tân Bình. Ok, chỗ anh đi lên Tân Bình thì cũng gần quá, con chắn khoảng 15-20 cây từ chỗ anh lên, tại vì hiện tại anh đang ở Lò Lu quận 9. Nói thật sự công việc của em nếu mà có rảnh thời gian thì mỗi chiều anh đều rảnh buổi tối, anh có thể chở em đi ăn, đi uống và mình nói chuyện nhiều hơn, tìm hiểu về nhau, biết nhiều hơn. Anh mong hôm nay hai đứa mình sẽ cho nhau một cơ hội. Nếu em không cho, anh cũng vẫn cho em một cơ hội bình thường. Cơ hội của em là gì? Cho cơ hội là cơ hội hẹn hò với nhau, tìm hiểu nhau. Nhưng mà giờ nè, khoảng bao lâu thì em hỏi khoảng bao lâu người ta đồng ý em bước tới, mà em bao lâu thì em có thể lấy vợ được? Em thì em nói thật luôn, nếu mà thật sự mà bạn nữ thật sự yêu thương với nhau, tình cảm nó phát triển tốt, có thể là gai duyên này, gai duyên tức là gai duyên âm lịch á, là mình có thể tổ chức mình cưới nhau. Ok, bất cứ giờ nào em cưới giờ đó. Ok là ok là em đến. Cưới bất kể giờ nào luôn, em muốn giờ nào cưới giờ đó luôn. À, cưới rồi không có vấn đề gì hết. Khoảng bao lâu thì em có thể đồng ý cho nhà trai bước tới? Em thì không có vội như vậy, em thì nghĩ là khoảng thời gian 6 tháng thì mới có như là tạm đủ để có thể tìm hiểu được ngày kia. Ok, đàn trai sẽ cố gắng chinh phục làm sao để qua ra duyên anh cưới em luôn. Cũng rất là hay. Chưa? Ok. Tình cảm không ai biết trước được đâu. Rồi anh sẽ hỏi em thêm một câu nữa. Em dạ. Có chịu cực khổ trong cuộc sống nhiều được không? Đối với em thì cái việc mà có khó mà nó việc khó mà nhiều á thì mình cứ chia nhỏ nó ra rồi mình giải quyết từ từ cảm từ ơn em là nhiều. Được hết. Hay. Rồi. Chúng ta sẽ tiến tới quyết định thôi. Quyền quyết định là của các bạn. Nếu chúng ta thấy đủ duyên, đủ rung động, hãy cho mình cơ hội bấm ngay cái nút đó. Còn thấy chưa đúng, chưa đủ, không cần bấm. Vậy cho nó khỏe. 1 2 3 Hết thời gian. Cảm ơn anh. Anh chịu tính em mới tính. Dạ. Đâu sao em vui vẻ mà, không có vấn đề hết. Ok. Anh hỏi chút xíu về con gái. Dạ. Lý do tại sao em lại không bấm? Dạ em có cảm giác bị ngột á anh. Cái không khí của anh nó bùng nổ xung quanh quá. Sao cái em cảm giác em bị ngợp? Anh hiểu với em, có hai cái điều mà chúng ta ngợp. Nhưng ở đây một cái sự ngợp là gì? Bạn ấy có thể nói nhiều chút xíu, bạn ấy có thể gọi là làm chủ cái không gian này chút xíu, nhưng mà đó là sự chân tình từ bạn ấy ra. Anh thấy được điều đó. Dạ em cũng thấy anh ấy rất là có duyên. Nói chuyện cũng vui vẻ. Nhưng mà em chưa có gọi bản thân vô được những cái vùng không gian mà nó vui vẻ như vậy. Nếu như mà cảm thấy là có một cái điều gì đó thì sau chương trình mình vẫn có số điện thoại của nhau mà, rồi sau đó chúng ta tìm hiểu sau cũng được.